shopgà.com nơi bán nick Free Fire Liên Quân giá cực rẻ, vòng quay may mắn nhận 3.000 kim cương, thử vận may nhận nick VIP và code súng vĩnh viễn, link shop dưới phần mô tả. Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với một chương trình hoàn toàn mới được phát sóng độc quyền trên kênh Shonen Action. Đó là chuyên mục giải đáp những thắc mắc của các bạn theo dõi kênh. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì muốn hỏi và cùng anh em thảo luận thì có hỏi thoải mái. Các bạn có tâm hỏi, nếu mình biết thì mình sẵn sàng trả lời và cho các bạn lên video để mọi người cùng thảo luận. Hôm nay, chúng ta sẽ mở màn chương trình này bằng một số câu hỏi về Naruto nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình thảo luận Naruto ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên: những người bị rút vi thú sẽ chết như Naruto, vậy tại sao lúc Kushina bị Tobi lấy vi thú thì lại không chết? Tobi lấy vi thú mà Kushina không chết. Như các bạn đã biết thì Kushina thuộc tộc Uzumaki, mà tộc nhân Uzumaki thì lại được thừa hưởng khả năng sống lâu. Gia tộc này còn được biết đến với cái tên gia tộc trường thọ. Họ có lượng chakra dồi dào, sức khỏe dẻo dai và hồi phục nhanh chóng trong quá trình chiến đấu. Vậy nên với khả năng châu bò của mình thì dù bị rút vi thú ra nhưng Kushina vẫn chưa muốn chết và chỉ bị mất sức rất nhiều, gần như cạn kiệt sức lực mà thôi. Nếu Sasuke cấy tế bào của Hashirama thì cũng thức tỉnh được Rinnegan mắt còn lại đúng không ạ? Mắt của Sasuke gồm một cặp Rinnegan và Sharingan. Vậy nên Sasuke đã có Rinnegan rồi thì không cần cấy thêm tế bào Hashirama vào làm gì nữa cả. Còn nếu muốn cấy tế bào mà để thức tỉnh được Rinnegan từ Sharingan thì mình nghĩ nên cấy của Naruto. Giống như trong trường hợp Madara là kiếp sau của Indra, cấy tế bào của Hashirama là kiếp sau của Asura vào thì mới thức tỉnh được Rinnegan. Theo mình thì là như vậy, còn các bạn thì sao? Để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé, vì câu hỏi này mình cũng chưa chắc là mình đúng 100%. Nếu mình sai thì các bạn sẽ sửa lại cho mình nhé. Xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo của Hoàng Huy: cho em hỏi, Naruto và Sasuke trong đại chiến thế giới ninja lần thứ tư và họ bây giờ trong Boruto thì thời gian nào khỏe hơn? Naruto và Sasuke trong đại chiến thế giới ninja lần thứ tư khỏe hơn, đó là theo ý kiến cá nhân của mình. Vì Naruto và Sasuke lúc đó đang vào thời tuổi trẻ sung mãn, trẻ trâu hung hăng và được thể hiện rất nhiều, nên mình cảm thấy khỏe hơn bây giờ. Họ tập luyện cũng liên tục, cọ sát các đối thủ mạnh và không phải lo nghĩ quá nhiều như bây giờ. Về phần Boruto, Naruto đã phải lên làm Hokage, làm việc rất nhiều, chăm lo vợ con, đã có tuổi nên bị yếu đi phần nào, cũng một phần do tác giả không cho thể hiện quá nhiều và nhường đất diễn lại cho các nhân vật thế hệ sau. Mọi người thường gọi vui Naruto trong thời đại này là bố của Boruto. Như một ví dụ cụ thể, Rasengan của Naruto mạnh như thế, uy lực như thế, nhưng hiện giờ trông chẳng khác gì một lá bùa nổ cả. Còn về Sasuke thì mình nghĩ là vẫn như vậy và không có gì thay đổi. Câu hỏi tiếp theo: cho em hỏi tại sao khi Minato chết, cửu vĩ vẫn có trong người? Kurama vẫn nằm trong người Minato khi chết là bởi vì Kurama đã bị dính thuật phong ấn thi quỷ phong tận nên vẫn nằm im trong đó và không xuất ra được. Giữa Susanoo và Kurama thì anh cái nào mạnh hơn? Theo mình thì Kurama sẽ mạnh hơn, vì nếu Susanoo mà người dùng không đủ sức duy trì thì sẽ mất. Nếu Kurama biết câu giờ và chạy lăng nhăng cho người dùng Susanoo không đủ sức duy trì nữa thì lúc đó Kurama chỉ cần khẹt một cái là người dùng Susanoo sẽ tự hủy ngay. Trong 3 Sanin huyền thoại thì theo anh ai là mạnh nhất? Trong 3 Sanin thì anh nghĩ Jiraiya thiên về chiến đấu, Tsunade về chữa trị, Orochimaru thì dùng phép thuật, kiểu dạng nhiều bí thuật và cấm thuật khác nhau. Mỗi người một sức mạnh riêng và khác nhau nên không đánh giá được ai là người mạnh nhất. Nhưng theo ý kiến cá nhân của anh thì anh vẫn cho rằng Jiraiya là người mạnh nhất trong 3 Sanin. Tsunade thì bởi to nhất và Orochimaru là người sống lâu nhất. Câu hỏi tiếp theo: Naruto đang khi đánh nhau với Sasuke thì cửu vĩ âm đã truyền hết chakra cho Naruto, thì cửu vĩ âm có biến mất không? Theo mình nghĩ là không biến mất. Nếu mà mệt thì Kurama sẽ nghỉ ngơi và ngồi trong người Naruto chứ không biến mất. Đấy là theo ý kiến cá nhân của mình là như vậy. Câu hỏi tiếp theo: em muốn hỏi anh một câu, tại sao phim Naruto lại có tên là Naruto? Thứ nhất là vì tác giả thích thế. Thứ hai là vì Naruto là bố của Boruto, là con trai của Minato và Kushina, là học trò của Jiraiya, là bạn thân của Sasuke, là bố của Himawari và là chồng của Hinata em nhé. Câu hỏi tiếp theo: ai đã giết chết Hokage đệ nhất và ai đã giết chết Anti Uchiha là đệ nhị? Hokage đệ nhất chết là vì mình không rõ lý do, tác giả cũng không công bố. Còn theo mình thì là vì tuổi già nên mà chết thôi. Còn Hokage đệ nhị chết vì ở lại cầm chân và choảng nhau với hai anh em Kinkaku và Ginkaku. Câu hỏi cuối cùng: Obito truyền con mắt Sharingan cho Kakashi, hai người đã thức tỉnh được Mangekyou Sharingan. Nếu Kakashi dùng Kamui nhiều thì mắt của Kakashi có bị mù không? Trong tập đánh nhau với Pain, Kakashi dùng Kamui đến nỗi cạn kiệt cả chakra, dẫn đến hậu quả là tử vong và đi nói chuyện với cha của mình ngay lập tức, còn mù thì chắc là không đâu. Nếu các bạn còn câu hỏi gì liên quan tới Naruto thì các bạn cứ bình luận thoải mái xuống phía dưới video nhé. Thảo luận Naruto tập 1 của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn ủng hộ series này, nhớ đăng ký kênh và like video này thật nhiều nha các bạn. Sắp 800.000 subscribe rồi, giúp mình lên 800.000 subscribe nhanh nhất có thể nhé.